Ở tập trước, bát giới vì sợ trách nhiệm đã lấy lý do và rời khỏi đoàn trả kinh. Nó gặp được một đoàn người ở nhân gian trấn, thành công giải cứu họ từ đám sơn yêu. Nó được người dân đưa về nhân gian trấn. Sang tới nội dung của Tây Hành Kỳ phần 5 tập thứ 6 với nội dung trừ bát giới ở lại nhân gian trấn một thời gian ngắn, xem thường lời hứa đã hại khổ người làng tin tưởng. Ngay khi bát giới nghỉ ngơi ở trong nhân gian trấn, người dân đã tập trung bao vây lấy bát giới. Lúc này bát giới đã lao ra ngoài chuẩn bị quyết chiến, thì bất ngờ thay, người dân ở đây đã tập trung lại, góp rất nhiều đồ ăn thức uống. Họ cầu xin bát giới ở lại nhân gian trấn của mình, đồng ý trở thành người bảo vệ nhân gian trấn này. Trước đây họ có một người trấn yêu là Linh Thú, nó cũng xem như có uy danh khắp vùng. Thế nhưng gần đây yêu thú đã thay đổi, trở nên hung bạo, hoàn toàn không nghe không biết gì về người dân ở đây. Vì thế mà sơn yêu tấn công người dân ngày một nhiều. Sau khi suy nghĩ một hồi, bát giới đã đồng ý ở lại nhân gian trấn làm trấn yêu. Lúc này ở ngoài cổng làng, yêu thú đã xuất hiện. Khi thấy yêu thú, người dân đã xua đuổi nó. Yêu thú lúc này cũng muốn làm rõ mọi chuyện. Tuy nhiên người dân ở đây lại không xem trọng nó, đuổi nó đi một cách nhanh nhất. Sau khi yêu thú rời đi, bát giới cũng ngồi nói chuyện với Amiu về sự việc này. Hóa ra trên nhân gian trấn, yêu quái và nhân loại sẽ cùng sinh hoạt với nhau. Yêu quái bảo vệ nhân loại sẽ hồi báo bằng sản phẩm. Thế nhưng mối quan hệ này cần xây dựng trên lòng tin với nhau. Linh thú trước đây đã từng là bạn của họ, thế nhưng hành vi gần đây cố ý làm cho dân lo lắng. Nó đã không còn tận tâm, thấy người ở trong trấn bị hại cũng không ra tay giúp đỡ. Đêm xuống, bát giới nằm một mình suy nghĩ. Vì là người vô trách nhiệm nên nhân lúc chưa gây sai lầm, nó đã lựa chọn rời đi. Nó tìm tới nơi mà yêu thú ở và nói rằng mình sẽ rời khỏi nhân gian trấn, yêu cầu yêu thú trở lại với người dân tiếp tục làm công việc trấn yêu của mình. Sau đó nó lập tức rời đi. Thế nhưng khi đi được một đoạn, bát giới lại có cảm giác không ổn. Vì khi gặp yêu thú, bát giới thấy rằng những củ cà rốt được người dân đưa cho nó lại không ăn. Mà lúc đó yêu thú luôn mồm kêu đói. Lúc này bát giới mới ngộ ra được điều gì đó. Nó lập tức quay trở lại nhân gian trấn. Thế nhưng khi trở về, đập vào mắt của bát giới là yêu thú đang ăn thịt người dân trong làng. Bát giới lập tức vung kiểu sử đi ma lao tới tấn công yêu thú. Thế nhưng lúc này vì yêu thú đã trở thành ám hồn, nó cực kỳ mạnh mẽ, tung vuốt sắc đánh trọng thương bát giới. Nó tiếp tục biến trở thành một con đại yêu lớn mạnh, mắt nó đỏ như máu, điên cuồng gào thét, còn lập tức tấn công người dân trong làng. Thấy sự việc quá lớn, bát giới lập tức sử dụng tập kết khí, lao tới cản lại yêu thú tấn công người dân. Bát giới dùng đầu húc thẳng vào mặt của yêu thú, khiến nó liên tục bại lui. Cũng chưa dừng lại, bát giới tiếp tục vung một quyền thẳng vào mặt, kết liễu yêu thú bằng một quyền đập bể đầu. Sau đó bát giới giải trừ tập kết khí, chạy tới phía Amiu. Lúc này Amiu đã bị thương rất nặng, không thể cứu chữa. Amiu đã lập tức dùng hơi thở cuối cùng nguyền rủa bát giới cả đời không được an lành, rồi lập tức ngừng thở. Người dân ở trong làng sau khi bị yêu thú giết hại rất nhiều, những người còn sống sót đã xua đuổi bát giới. Vì lẽ đó, nó chỉ còn cách rời khỏi nhân gian trấn với lời nguyền trên tay. Về phía Ngô Tĩnh, đã sử dụng phép thuật của mình tiến xuống âm gian, gặp lại người bạn cũ là âm giới vương. Ông ta khi mà thấy Ngô Tĩnh, ông ta lại rất vui mừng. Thế nhưng đó là sự vui mừng vì mình sẽ được trả thù. Trước đó Ngô Tĩnh là đại yêu ở Lưu Sa Hà. Công việc của Ngô Tĩnh chính là bắt người đưa xuống âm gian. Nhưng vì đường tam tạng thành công thần hóa, Ngô Tĩnh đã rời khỏi Lưu Sa Hà. Vì lẽ đó âm giới vương tự đặt cho Ngô Tĩnh là kẻ phản bội. Mục đích của Ngô Tĩnh tới gặp âm giới vương chính là vì pháp bảo âm giới đồng bàn có thể tịnh hóa hỏa diễm dưới âm gian. Tất nhiên âm giới vương đã không đồng ý. Hắn ta lập tức tổng tiến công Ngô Tĩnh. Sau một hồi quyết chiến, Ngô Tĩnh còn biết được một sự kiện. Người bạn trước đó của nó tại Lưu Sa Hà chính là Tiểu Nguyệt. Sau khi Ngô Tĩnh rời đi, Tiểu Nguyệt đã bị âm giới vương bắt và đưa xuống âm gian, trở thành con rối mặc hắn tiêu khiển. Vì điều này, Ngô Tĩnh đã lập tức quyết chiến với âm giới vương, thành công lấy được pháp bảo âm giới đồng bán và giải cứu được linh hồn Tiểu Nguyệt. Sau đó, Ngô Tĩnh lập tức sử dụng phép thuật rời khỏi nơi này, lên đường tìm kiếm sư phụ của mình. Về phía đường Tam Tạng, sau khi rơi xuống vực sâu không đáy, ông và Ngạo Tuyết đã tiến thẳng xuống âm gian. Ông đang cùng Ngạo Tuyết tìm đường trở về. Quay trở lại với khủng bố xâm lâm, đội ngũ trả kinh chỉ còn lại Bạch Lang và Tiểu Vũ. Lúc này, cường địch Nhất Hổ xuất hiện. Hắn lấy mục tiêu là săn giết Tiểu Vũ. Trong lúc ác chiến, thần thổ địa ở Thiên Vũ Sơn đã tới giải nguy cho Bạch Lang và bị Nhất Hổ giết chết. Bạch Lang bị thương đã xà ngã trở thành ám hồn, ý chí đang vùng vẫy gần như là sụp đổ, nhưng con đường trước mặt vẫn phải tiếp tục không thể dừng lại. Vậy là nội dung của Tây Hành Kỳ phần 5 tập thứ 6 của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.